thầy Nguyễn Văn Dinh sinh năm 1910 tại Bình Phong Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Ông đã tốt nghiệp trung học bổ túc tại Pháp, có bằng Sếp City. Theo tiếng gọi của cách mạng, ông vào chiến khu làm giáo viên tại Nhật Ninh trước năm 1945. Sau cách mạng tháng 8, ông biết võ thuật và được giao nhiệm vụ huấn luyện viên võ thuật cho học sinh du kích và được giao chỉ huy trưởng du kích tổng cụ Tư Hạ, 4 xã chót của huyện Thủ Thừa. Đầu năm 1946, giặc ruồng đàn áp nhân dân hòng chiếm nước ta lập ngụy quyền. Ông chỉ huy du kích chống giữ và bị bắn hy sinh tại gần chợ Tân Trụ. Bởi thế, khi ta đấu tranh xây dựng chính quyền kháng chiến xây dựng đất nước, ngành giáo dục đã được Ủy ban Kháng chiến hành chính tỉnh Tân An cho phép lấy tên ông, đặt tên cho trường tiểu học Tân An, thành lập vào năm 1947. Năm 1996, tên thầy Nguyễn Văn Dinh được đặt tên cho một ngôi trường tại huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An. Từ đó, trường tiểu học Bình Phong Thạnh chính thức được đổi tên thành trường tiểu học Nguyễn Văn Dinh cho đến ngày nay. Cuộc đời và sự nghiệp của thầy giáo Nguyễn Văn Dinh đã để lại nhiều bài học quý về sự tôi luyện trở thành một nhà giáo chân chính, một cán bộ cách mạng gương mẫu, trung kiên tận tụy, có năng lực với tấm lòng trong sáng, tất cả vì đảng, vì dân. Việc đổi tên trường tiểu học Bình Phong Thạnh thành trường tiểu học Nguyễn Văn Dinh là niềm vinh dự tự hào của đảng bộ và nhân dân trên địa bàn, động lực cho các thế hệ thầy giáo, cô giáo và học sinh tiếp tục xây dựng trường vững mạnh toàn diện, xứng danh với ngôi trường mang tên nhà giáo cách mạng Nguyễn Văn Dinh.